Nhà chắc chắn thôi là chưa đủ mà đối với anh Thái Dối nó còn phải đẹp nữa. Vậy nên hiện tại chúng ta đang được chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật đỉnh của Chop. Muốn biết anh Thái đã làm cách nào dựng lên căn nhà và còn những sự thật bất ngờ nào chưa được bật mí? Hãy tiếp tục theo dõi để Mèo Ú giải đáp cho nhé. Nhưng trước tiên Mèo muốn làm một việc quan trọng hơn là trả lời comment của một số bạn ở video trước. Đầu tiên bạn Vũ Việt Anh bình luận, con tôm bắn vỡ kính là tôm súng lục à? Ừ đấy, lúc đầu Mèo nghe cũng tưởng vậy. Nhưng đâu có ngờ nó chỉ là con tôm tít bình thường thôi. Tiếp theo bạn Mãi Fan Huyền chia bình luận, chị ơi, em thấy video của chị nó dễ thức hơn một tí á chị. Ủa sao hôm trước chị lại thấy có mấy bạn bảo dễ ngủ hơn, mà nay em lại thấy dễ thức hơn nhỉ, khó hiểu thật đấy. Bạn nào cũng muốn được trả lời bình luận trong những video tiếp theo thì đừng quên nhanh tay comment xuống dưới nhé. Tình cảm của các bạn là động lực to lớn giúp Mèo làm ra nhiều video hay và chất lượng hơn nữa. Quay lại với nội dung chính, nhân vật đầu tiên sẽ đồng hành với chúng ta trong video hôm nay là anh Ba Trà Cú. Hiện tại anh đang có mặt trong khu rừng Bình Hưng. Và với cây súng trường trên tay, các bạn có biết anh Ba sắp sửa làm gì không? Chính xác thì lần này anh xách đít tới tận đây để đi săn. Hãy cùng theo chân anh Ba để biết con vật xấu số nào sẽ được anh đem về nhà nhé. Dĩ nhiên để có một chuyến đi trọn vẹn nhất, chỉ mỗi súng thôi là chưa đủ. Anh Ba đã chuẩn bị thêm hai chiếc gậy leo núi. Bởi anh biết mình sẽ phải băng qua những địa hình nhấp nhô gồ ghề. Trông anh này có vẻ chuyên nghiệp đấy các bạn nhỉ. Chắc hẳn đây không phải lần đầu anh làm chuyện ấy rồi. Và quả như thế, do không có gì ngoài thời gian nên cứ hứng lên cái là anh Ba sẽ vào rừng đi săn. Thậm chí nếu rảnh rỗi quá người ta sẽ thấy anh lên đồ 5 lần một tuần. Còn trở lại thứ bảy chủ nhật anh sẽ ở nhà nằm chiêu chiêu chữa lành. Không mất quá nhiều thời gian, lúc này anh Ba đã tiến tới trung tâm khu rừng. Nơi này khá ẩm ướt và yên tĩnh. Anh có thể nghe thấy cả tiếng nhịp tim đang đập lên liên hồi. Nhưng như vậy cũng tốt, đó sẽ là điều kiện lý tưởng giúp anh phát hiện con mồi dễ dàng hơn. Sau khi tìm được một vị trí thiên thời địa lợi nhân hòa, anh bắt tay vào sắp xếp mọi thứ. Theo kinh nghiệm của anh Ba, đi săn như này không nên di chuyển quá nhiều vì có thể đánh động khiến bọn thú rừng bỏ đi hết. Tốt nhất cứ tìm lấy một chỗ bằng phẳng rồi nằm đó thủ thế. Bao giờ có con mồi chạy qua thì sử dụng khả năng thiện xạ hạ gục nó. Vốn là một người cẩn thận nên anh Ba còn lắp thêm cả lều để có chỗ ngả lưng. Vậy là bước đầu của kế hoạch đã hoàn thành. Bây giờ thì phải đi tìm mục tiêu thôi. Rất nhanh chóng xuất hiện trước mắt anh là một con nai vàng ngơ ngác. Chắc hẳn em nó đang thong dong đi dạo thì bị anh Ba Trà Cú phát hiện. Thật đáng tiếc là nó chưa biết rằng mình đã vào tầm ngắm nên cứ thản nhiên đứng uống nước. Về phần mình, anh Ba chưa vội nổ súng mà thay vào đó lấy ra một máy quay để tiện cho việc quan sát. Khi zoom lên có thể thấy con nai rất rõ. Trước khi nó bỏ đi quá xa thì anh phải hành động ngay mới được. Khẩu súng được cầm chắc chắn trên tay. Tự nhiên Mèo xem mà cũng thấy hồi hộp theo các bạn ạ. Ấy thế mà khi anh Ba đã rất sẵn sàng rồi thì quay ra lại không thấy con nai đâu nữa. Anh phải dùng ống nhòm xem đi xem lại mấy lần. Kết quả là vẫn chẳng có gì ngoài những bụi cỏ rậm rạp. Chẳng lẽ họ cứ thế bỏ lỡ nhau hay sao? Nhưng không, may mắn đã mỉm cười khi anh phát hiện con nai vẫn đang lởn vởn gần đó. Thấy mục tiêu trước mặt nhưng anh không thể hành động quá hấp tấp được. Nhiệm vụ bây giờ là khóa chặt mục tiêu không được để nó biến mất nữa. Chờ tới thời cơ chín muồi rồi bắn một phát thật chuẩn là xong. Nhìn con nai thì cũng thấy tội đấy nhưng mà thôi cũng kệ. Anh thương nó thì ai thương anh bây giờ? Đã mấy ngày nay trong nhà chẳng còn miếng thịt nào. Cứ nghĩ đến một bữa thịt nai no nê là anh Ba có thêm động lực để hoàn thành công việc. Trong suốt quá trình theo dõi, con nai cứ đi tới đâu là anh Ba phải chạy vội theo tới đó. Vừa đi anh vừa nghĩ xem tối nay chế biến món gì thì ngon. Các bạn có cao kiến gì thì nhớ để lại dưới phần bình luận cho anh Ba tham khảo với nha. Để mà đánh giá thì anh Ba cho rằng con nai này đang tới tầm ngon nhất. Trông em nó không quá non mà cũng chưa quá già. Nếu lần này săn bắt thành công có thể đem về chia cho cả họ ăn cùng cho vui. Đấy là còn chưa kể cặp sừng tuyệt đẹp đang vươn dài như mời gọi. Các bạn cứ yên tâm là trước khi tới đây anh đã tìm hiểu về những loài vật được phép và không được phép săn bắt rồi nhé. Vậy nên việc anh Ba đưa con nai này về nhà hoàn toàn không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên chính bản thân anh cũng hiểu được rằng công việc này không nên diễn ra quá thường xuyên để tránh dẫn tới tình trạng lạm dụng. Bởi như vậy sẽ gây ra mất cân bằng sinh thái và khiến một số động vật rơi vào nguy cơ tuyệt chủng. Tranh thủ trong lúc con nai đang đứng im một chỗ, anh Ba Trà Cú đã kịp chạy đi đun một cốc nước nóng. Chắc do thời tiết nơi này quá khắc nghiệt. Nhiệt độ trong khu rừng nguyên sinh càng về chiều tối càng giảm rõ rệt. Dù đã tới đây nhiều lần nhưng anh vẫn chẳng thể nào quen nổi. Cuối cùng, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào anh Ba lại quyết định từ bỏ. Một phần là do lang thang ở ngoài lâu quá khiến anh lạnh tê tái. Như vậy sẽ ảnh hưởng tới khả năng bắn trúng mục tiêu. Mặt khác anh cho rằng ở đâu đó cũng có gia đình của con nai đang mong chờ em nó trở về. Đấy làm người tốt nó khổ thế đấy các bạn ạ. Thôi thì cũng còn mấy đoạn phim anh quay được cận cảnh con nai để an ủi. Ngay sau đó, anh Ba Trà Cú trở về vị trí nơi mình đã đặt lều trước đó. Cái bụng đang đói sôi lên ủng ục khiến anh phải đi kiếm cái lót dạ luôn. Anh này được cái chu đáo nên chuyến đi nào anh cũng đem đầy đủ đồ dùng cần thiết. Một chiếc bếp mini và một chiếc nồi nhỏ là có thể giúp anh nấu xong món mì thơm ngon hấp dẫn.
ấy thì một điều bất ngờ hơn nữa đã xảy ra. Đó là dù cho anh đã từ bỏ nhưng con nai tự động quay lại và xuất hiện trong tầm mắt. Cái này người ta gọi là duyên nợ. Gặp được nhau đã là duyên, nhưng cố tình bị anh bắn trúng thì chắc chắn là nợ. Nếu số phận đã an bài, anh ba chả cú đành làm theo chứ biết sao giờ. May mà đã có gói mì tôm cứu đói nên anh nhìn gì cũng thấy rõ ràng hơn. Từ sáng tới giờ muốn nói gì anh cũng phải thì thầm mùa xuân. Bởi anh sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến mục tiêu bỏ chạy. Dành cho bạn nào chưa biết thì bọn thú rừng hoang dã này có các giác quan rất nhạy bén. Đặc biệt là đối với một con nai không còn quá nhỏ như này. Nó thừa khả năng để phát hiện những dấu hiệu bất thường và sẽ bỏ chạy ngay lập tức nếu có thể. Cuối cùng, khi con nai đi khuất tầm mắt anh ba mới dám bước ra ngoài rồi lầm lũi theo sau. Không biết em nó có mỏi chân không chứ anh ba là dã rời lắm rồi. Phen này mà để hụt mất con mồi chắc anh tiếc đứt ruột. Quan sát từ đằng xa hình như em nó đã nâng cao cảnh giác. Chẳng hiểu anh làm sai từ bước nào mà lại bị phát hiện nhanh thế. Nếu đã vậy thì cách duy nhất anh ba có thể làm là ngồi im một chỗ không cử động. Lúc này đây chỉ cần một âm thanh nhỏ thôi cũng có thể khiến công sức từ sáng tới giờ đổ xuống sông xuống biển. Không nằm ngoài dự án, quan sát một hồi không thấy gì lạ, con nai đã tiếp tục quay đầu bỏ đi. Nói thật cứ mỗi lần gặp phải tình huống như vừa rồi anh ba lại thấy bị giảm mất mấy năm tuổi thọ. Xem một hồi chẳng biết là ai đang đi săn ai nữa. Cuối cùng, để tạo cho các bạn khán giả một bất ngờ thú vị, anh ba chả cú quyết định tạm dừng video tại đây. Muốn biết cái kết của con nai sẽ đi đâu về đâu thì các bạn chỉ còn cách theo dõi mèo ú review thôi. Mèo hứa sẽ cập nhật ngay lập tức khi tập tiếp theo lên sóng. Anh ba chả cú này cũng thật biết cách làm người khác cảm thấy khó chịu. Để đền bù cho mọi người, ngay bây giờ mèo sẽ giới thiệu một nhân vật cũng hay ho chẳng kém. Đó là anh Thái Dối. Câu chuyện phải kể từ lúc anh Thái nghe lời bạn bè bắt đầu tìm hiểu rồi đầu tư vào Bitcoin. Cứ tưởng phen này lời to rồi mà có đâu ai ngờ một màu đỏ chót khiến anh muốn ngất lịm. Đã không thu hồi được vốn lại còn gánh thêm khoản nợ khổng lồ. Chẳng còn cách nào khác anh đành lưu lạc tới tận khu rừng Bình Hưng. Nhận thấy cuộc sống nơi đây tuy hơi thiếu thốn nhưng được cái bình yên. Thế là anh quyết định chuyển hẳn hộ khẩu tới đây sống. Các cụ đã có câu ăn cư thì mới lạc nghiệp. Vậy nên trước tiên anh cần có cho riêng mình một căn nhà để che mưa che nắng đã. Dĩ nhiên ở trong hoàn cảnh này thì anh không có cách nào khác ngoài tự thân vận động. Miệt mài một hồi phần móng cũng được đào xong. Lúc này anh chạy vội vào rừng tìm về ít gỗ. May mắn là nguyên liệu này dễ kiếm mà lại không mất tiền mua. Nhìn anh Thái thực hiện mọi thứ đâu vào đấy là biết chuyên nghiệp rồi. Chắc hẳn trước khi tới đây anh cũng có không ít kinh nghiệm trong lĩnh vực phù hồ. Hiện tại anh đang miệt mài vót nhọn các đầu của từng khúc gỗ. Bởi như thế khi đóng xuống đất sẽ dễ dàng hơn. Anh cứ miệt mài từ sáng tới tối, khi nào mệt thì dừng tay nghỉ ngơi và nhâm nhi tách trà nóng. Sau đó lại tiếp tục với công việc lắp ghép các khúc gỗ lại với nhau. Nói chung xác định đây sẽ là chỗ ở lâu dài nên anh tỉ mẩn lắm. Dần dần đã có thể thấy một khung gỗ lớn được tạo ra. Chắc hẳn phải là những người có trí tưởng tượng phong phú lắm mới hình dung được anh Thái đang tạo hình gì. Làm mãi thì đã tới giờ cơm. Từ ngày bỏ nhà đi trốn chủ nợ, anh Thái đã dần làm quen với những bữa ăn đạm bạc. Chẳng hạn như hôm nay anh chỉ ăn có 2 chiếc bánh mì và uống thêm nước cầm hơi. Còn đâu những cuộc nhậu nhẹt xuyên đêm suốt sáng. Ăn mày quá khứ mà anh vẫn thấy tiếc hùi hụi. Thôi thì giàu nghèo có số. Chẳng phải bây giờ anh đã tìm ra cho mình niềm vui mới trong cuộc sống rồi hay sao? Cứ nghĩ tới việc sắp sở hữu một căn nhà đầu tiên của riêng mình anh lại có thêm động lực. Đã thế lại còn là căn nhà vừa chắc chắn lại còn đẹp lạ nữa chứ. Hiện tại mèo đã nhìn ra được cái hình đầu gấu rồi đấy các bạn ạ. Bước tiếp theo anh Thái sẽ đào thêm phần đất xung quanh để mở rộng diện tích căn nhà. Ngoài ra một trong những vật liệu không thể thiếu để hoàn thành công trình hôm nay là đất bùn. Loại đất này sau khi đem nhào trộn với nước sẽ cho ra hỗn hợp lỏng hệt như bùn. Và thế là anh Thái chỉ cần cẩn thận đắp từng chút lên chiếc khung gỗ mà mình mới làm được. Đặc biệt thứ anh tâm đắc nhất là mấy chiếc răng nanh làm bằng gỗ. Cắm vào cái trông phong thái nó khác hẳn. Anh làm từ lúc trời hửng nắng cho tới khi tuyết đã phủ trắng xung quanh. Căn nhà dần hoàn thiện cũng là lúc anh Thái bắt đầu tính toán tới vấn đề sinh hoạt. Nhìn từ bên ngoài thì trông có vẻ bé nhưng thực tế không gian bên trong tương đối rộng. Một mình anh Thái ở là quá hợp lý luôn. Anh sẽ bắt đầu đem lại hơi ấm cho căn nhà bằng cách nhóm lửa. Nếu đã có lửa rồi thì dĩ nhiên sẽ cần một chiếc bếp để thuận tiện cho việc nấu nướng. Thế là anh chạy vội đi lấy bùn vào hí hoáy đắp tạo hình. Không những thế toàn bộ bề mặt phía trong của căn nhà cũng sẽ được chát bùn lên. Như vậy sẽ tăng độ chắc chắn cũng như tạo cảm giác sạch sẽ hơn. Dần dà mọi thứ đã đi theo đúng quỹ đạo anh Thái đặt ra ban đầu. Làn khói từ bếp củi bay lên thẳng lỗ hổng phía trên khiến nơi này trông như một căn nhà thực thụ. Thế nhưng vốn là một người cầu toàn, anh Thái đâu chịu dừng lại tại đó. Anh tiếp tục nhào bùn và trau chuốt lại những vị trí còn đang gồ ghề. Chẳng mấy chốc chúng ta đã được chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa. Tự nhiên mèo nhìn thấy căn nhà này xong lại muốn từ bỏ chăn ấm đệm êm ở nhà để tới đây sống quá các bạn ạ. Ai muốn đi cùng thì nhớ để lại ý kiến dưới phần bình luận rồi mèo xin phép anh Thái cho nha. Tới sáng ngày hôm sau, người ta vẫn thấy anh Thái Dối đang lọ mọ trong khu rừng gần đó. Anh lấy về hẳn một thân cây cổ thụ siêu to khổng lồ.
Thậm chí công đoạn vận chuyển vất vả tới mức khiến anh muốn gục ngã. Ngồi nghỉ ngơi một lúc cho lại sức anh mới bắt tay vào mổ xẻ được. À thì ra đó là nguyên liệu để tạo thành một cánh cửa vững chãi. Ngày hôm nay vẫn còn một số công đoạn cần hoàn thiện. Các bạn thấy đấy, để xây dựng được một ngôi nhà đâu phải nhanh. Kinh nghiệm đầy mình như anh Thái mà vẫn phải mấy ngày mới xong. Với kết quả tuyệt vời này, anh cảm thấy mình xứng đáng nhận được phần thưởng là một chiếc giường êm ái. Mấy hôm nay ngủ đất không quen anh thấy đau nhức hết cả người. Công đoạn này trông vậy mà cũng cồng kềnh ra phết. Nào là dùng cưa cắt khúc gỗ thành những phần bằng nhau, rồi thì sắp xếp chúng ngay hàng thẳng lối. Cứ tưởng thế là anh Thái Dối đã có thể yên tâm nghỉ ngơi nhưng không. Anh vẫn hùng hổ tiến sâu vào rừng. Những thứ anh đem về vẫn không gì khác ngoài gỗ và gỗ. Hình như là chỉ có ở đây mới khiến trí thông minh và sự sáng tạo của anh được bộc lộ tốt nhất. Lần này với vài bước đơn giản anh đã sắm thêm cho mình chiếc ghế gỗ có cả chỗ dựa lưng để nghỉ ngơi. Hàng ngày đem ghế ra trước cửa nhà ngắm hoàng hôn rồi chiêu chiêu suy nghĩ về cuộc đời thì còn gì sung sướng hơn. Dĩ nhiên sẽ có thêm một chiếc bàn gỗ nữa thì mới đủ bộ. Mèo thấy sống trong rừng mà như này còn tiện nghi hơn cả sống ở thành phố ấy chứ. Vậy là từ nay anh Thái Dối đã có một nơi gọi là nhà. Mèo cũng hy vọng công trình của anh sẽ tồn tại thật lâu. Bởi làm từ đất bùn nên trời mưa một cái cũng lo ngay ngáy chứ chẳng đùa. Bây giờ thì có lẽ chúng ta cũng nên nói lời tạm biệt thôi để anh Thái từ từ tận hưởng cuộc sống trong mơ của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Mèo Ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong thời gian tới nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.